bộ ảnh mỹ nhân hát nhất điên thì có sao, giữa dàn mỹ nam e 7 năm trước gây sốt, dàn ma cà rồng trẻ mãi không già hay gì. Gần đây, nhờ sức hút từ bộ phim điên thì có sao, nữ chính xinh đẹp Seo -E -E đã nhận lại sự chú ý từ đông đảo khán giả. Cùng với độ nổi tiếng tăng cao, các fan nhanh chóng tìm lại được bộ ảnh mà nữ diễn viên hợp tác cùng e từ 7 năm trước. Sự thay đổi và trưởng thành của e cũng như Son Yeji khiến nhiều khán giả thích thú và trầm trồ. 7 năm trước, khi SEUGE vẫn là một gương mặt tân binh và ESOR mới debut được 2 năm, họ đã có cơ hội hợp tác trong một quảng cáo đồng phục học sinh. So sánh bộ ảnh thanh xuân vườn trường năm nào với hiện tại của ESOR và SEUGE thì đúng là đáng ngạc nhiên. Những gương mặt trẻ năm ấy đều đã thay đổi và lột xác trở thành những nghệ sĩ toàn diện cả về visual lẫn tài năng. Đặc biệt, SEUGE gây choáng vì trẻ không khác gì ngày xưa, chỉ là giờ có phần quyến rũ, sexy và sắc sảo hơn các fan cũng rất mong chờ một màn tái hợp của mỹ nhân này cùng các nam thần e trong tương lai. Bộ ảnh phong cách học sinh trẻ trung và đáng yêu của Seo Yeji và Eko. Lúc đó, Seo Yeji vẫn còn rất trẻ trung ở tuổi 23, xinh xắn và là gương mặt cực sáng. Seo Yeji đứng giữa các đàn em e nhưng trông cứ như em gái. Chán yêu ôn kém Seo Yeji 2 tuổi nhưng trông không chênh lệch nhiều. Hiếm có mỹ nhân nào đứng giữa cả dàn nam thần mà vẫn tỏa sáng được như thế này. Seo Ji -e gây chú ý nhờ Vizua không mấy thay đổi dù đã 7 năm trôi qua. Sau 7 năm nhìn lại mà Vizua vẫn đỉnh thế này. Bộ ảnh từng khiến các fan đỏ mắt ghen tị vì sự may mắn của chị đẹp. Học trưởng năm nào giờ đã cởi bỏ bộ đồng phục và trở thành những nghệ sĩ hàng đầu. Vizua thăng hạng theo từng năm của EXO. Sau 7 năm, Seo Ji -e khiến dân tình chóng nặng vì gương mặt không hề thay đổi so với ngày xưa. Vẫn trẻ trung nhi trước nhưng đã có phần sexy, quyến rũ và sắc sảo hơn vai chị đẹp Seo Ji đã lột xác với phong cách sexy hết cỡ, quyến rũ và đầy thu hút. Khoảnh khắc mở cửa hất tóc vai đầu gần đây của Seo trong chóng điên thì có sao? Seo được biết đến là một diễn viên may mắn khi được đóng cặp với G Dragon trong MV của BIG g Và bây giờ là nam thần Kim Soo Hyun. Nhấn nút subscribe để luôn nhận được những tin mới nhất.